Mến chào cô chú anh chị. Hôm nay ở video này, mật ong Anabi muốn chia sẻ đến với cô chú anh chị cách làm tỏi nghe mật ong. Bởi vì hỗn hợp tỏi nghe mật ong sẽ mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe của người dùng. Tỏi là chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng tốt trong việc giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp phòng ngừa và cải thiện bệnh cảm cúm. Có tác dụng giảm đau họng và giảm ho hiệu quả, do cả tỏi và mật ong đều có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm tốt. Tốt cho người viêm son, viêm mũi dị ứng, tốt cho người huyết áp cao. Nếu dùng hỗn hợp tỏi và mật ong hàng ngày sẽ giúp huyết áp ổn định hơn. Sử dụng thường xuyên hỗn hợp tỏi nghe mật ong sẽ góp phần làm giảm các bệnh lý liên quan về tim mạch và giúp phòng ngừa đột quỵ. Do thành phần trong tỏi nghe mật ong giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng hạ huyết áp, giảm hấp thụ cholesterol, ngăn ngừa chứng đông máu, ngăn ngừa sự đông cứng của mạch máu. Cách làm tỏi nghe mật ong như sau: cô chú anh chị cần chuẩn bị tỏi, mật ong nguyên chất và một lọ thủy tinh. Tỏi thì cô chú anh chị nên chọn tỏi có nguồn gốc rõ ràng, không bị phun thuốc hoặc là bón phân hóa học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Mọi người có thể tìm mua tỏi Lý Sơn hoặc là tỏi tía, các loại này cũng dễ tìm, dễ mua. Mật ong thì nên chọn đơn vị uy tín để mua đúng mật ong nguyên chất, không bị pha trộn, không chứa các chất gây hại cho sức khỏe. Chuẩn bị một lọ thủy tinh hơi to một xíu, khoảng 500ml cũng được, rửa sạch và để khô. Cách làm cụ thể như sau: tỏi sau khi lọc hết vỏ, rửa lại bằng nước sạch rồi để ráo nước. Sau đó có thể đập dập, băm nhuyễn hoặc là dùng máy xay nhuyễn cho nhanh cũng được. Bỏ tỏi đã được xay nhuyễn vào hũ thủy tinh, sau đó rót mật ong vào từ từ. Mật ong không nên cho quá nhiều hoặc là quá ít, chỉ cần lượng mật ong vừa đủ ngập phần tỏi một ít là được. Rồi dùng muỗng khuấy đều để tỏi và mật ong được hòa trộn vào nhau. Sau đó đóng kín nắp lọ thủy tinh, bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Đợi khoảng 2 tuần là có thể sử dụng được. Công thức tỏi nghe mật ong thì cô chú anh chị có thể tăng hoặc là giảm lượng nguyên liệu sao cho phù hợp. Nên dùng hết trong 1 tháng rồi làm hũ mới để dùng. Đừng làm quá nhiều rồi để quá lâu. Nếu có thể thì khoảng vài ngày một lần, mọi người nên mở nắp lọ, dùng muỗng khuấy hỗn hợp tỏi mật ong để chúng trộn đều với nhau. Cách dùng như sau: mỗi ngày chị nên dùng 15-20g hỗn hợp tỏi nghe mật ong, ước chừng khoảng 1 muỗng cà phê. Có thể uống trực tiếp hoặc là pha với nước ấm cho dễ uống. Không dùng quá 40g trên một ngày. Có thể uống tỏi nghe mật ong vào lúc sáng sớm khi vừa ngủ dậy, trước khi ăn sáng khoảng 15-20 phút, hoặc cũng có thể uống sau bữa ăn. Những ai hay bị cồn ruột khi ăn đồ cay nóng thì nên dùng tỏi nghe mật ong sau bữa ăn khoảng 60 phút. Những trường hợp sau đây hạn chế dùng tỏi nghe mật ong hoặc không nên dùng tỏi nghe mật ong để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng: trẻ nhỏ dưới 1 tuổi, người hay bị ợ nóng, cào ruột khi ăn đồ ăn nóng, cay, người âm hư, nội nhiệt hay còn gọi là nóng trong, dễ bị nội đẹn, táo bón, phụ nữ có thai, người bị dị ứng với mật ong hoặc là bị dị ứng với tỏi. Lưu ý kỹ, cô chú anh chị nên lắng nghe phản ứng của cơ thể khi áp dụng bất cứ một phương pháp hoặc là một sản phẩm nào đó để giúp cải thiện sức khỏe. Nếu mà cơ thể mình thấy tốt hơn, khỏe hơn thì cô chú anh chị tiếp tục kiên trì sử dụng đều đặn. Nếu thấy bất cứ một điều gì đó khó chịu, bất thường thì nên dừng lại ngay. Vì cũng có những trường hợp dùng tỏi nghe mật ong không phù hợp với cơ địa, có cảm giác bị cào ruột, rất khó chịu. Có người dùng thì thấy bị nóng trong, nội đạn nhiều ở miệng hoặc là bị táo bón. Mong rằng cô chú anh chị sẽ ứng dụng hiệu quả hỗn hợp tỏi nghe mật ong trong việc chăm sóc và cải thiện sức khỏe. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người ở video mới nhất của Mật Ong Anabi.